Độc hành thiên hạ tập 52 Diệp Phúc bị một chỉ này của đảo điểm trúng lập tức cảm thấy trong đầu nhiều hơn một phương pháp tế luyện thân thể. Vô số những văn tự phủ văn ở trong đầu của hắn bày múa. Sau một lúc thật là lâu, hắn mới lý giải được thông suốt trừ thiền thập đạo mới này. Trong lòng hắn, không khỏi tặc lưỡi đấy làm kỳ lạ. Nói đây là một môn phương pháp tế luyện cũng không đúng. Phải nói là một tâm pháp tù luyện thân thể thì đúng hơn. Chư tiên thập đạo chủ yếu chính là không ngừng đem các loại tài liệu dùng nhập vào bên trong thân thể, hóa thành kim khí, chứa đựng ở bên trong những hạt rất nhỏ bên trong cơ thể. Nó làm cho thân thể rèn luyện theo quy cách rèn luyện vũ bảo, Dung nhập tài liệu càng nhiều thì chất lượng tài liệu càng tốt, thân thể vũ sĩ càng thêm cường đại. Tù luyện tới cuối cùng, thân thể vũ sĩ mỗi một hạt nhỏ nhất cũng đều là một kiện vũ bảo. Trừ công tiểu sáng tạo ra pháp môn kỳ quái này, khẳng định tham khảo không ít luyện thể luyện bảo thuật, thông hiểu tất cả đạo lý trong tầm pháp đó, mới có thể là sáng tạo ra chư thiên thập đạo. Tần chư thiên thập đạo, hoàn mỹ không tỉ vết, không thể cho bất kỳ kẻ nào có thể tế luyện thân thể mình được nữa, do đó bài trừ kiếm khuyết bị u mình thập đạo khắc chế. Vạn kiếp vô lượng tầm kinh của ta còn không thể tu luyện tới trình độ bằng với tu vi. Những lối kiếp đằng sau phải là kiếp nạn tam thai cảnh, phải nâng cao trình độ thân thể mới có thể chống cự được cho nên chư thiên thập đạo ta phải tu luyện chắc chắn rồi. Diệp Phúc trở lại quan tình phong, tĩnh tâm trở lại, cân nhắc thật lâu sau mới hiểu rõ được chư thiên thập đạo. Hắn lập tức lấy ra một kiện vụ bảo, dò dự một chút, há mồm hút lấy, nuốt cả cây vụ bảo này vào trong bụng. Tu luyện chư thiên thập đạo cần tiến hành theo chất lượng, khi bắt đầu có thể cắn nuốt tình thiết khoáng vật cấp thấp. Nhưng Diệp Phúc thân thể đã được rèn luyện mạnh mẽ như thượng cổ dị thú rồi, trực tiếp nuốt phù bảo vào trong bụng. Cái phù bảo này trong khoảnh khắc bị hắn luyện hóa, phân giải thành kim khí, dùng nhập vào trong bản thân, ngay cả cặn bã cũng không còn. Hắn liên tục nuốt phù bảo, thậm chí ngay cả bản lòng kim trượng. Cái phù bảo này theo hắn lâu ngày cũng bị hắn nuốt vào. Lúc này hắn mới cảm giác được cường độ thân thể của mình mới gia tăng được một chút thôi, không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Cái môn công pháp này có thể học được cấp tốc, chỉ cần có tài liệu hay là vụ bảo liền có thể tu luyện được. Thậm chí có thể trong vòng mấy ngày tu luyện tới thập trọng. Tuy nhiên tu luyện trừ thiên thập đạo là vô cùng tốt tiền. Cũng không đủ tài được hùng hậu. Căn bản không có khả năng tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Cũng may ta gần đây giết người phóng hỏa, cướp đoạt, chiếm được khá khá tài liệu trong ngọc lâu. Hẳn là có thể đem trừ thiên thập đạo tăng lên tới cảnh giới không thấp. Diêm Phúc trực tiếp lấy ra một toàn núi nhỏ, toàn tài liệu và vô bảo. Hắn liền há mồm hút một cái, đem toàn núi nhỏ này một ngụm nuốt sạch vào trong bụng. Hắn vừa mới nuốt vào nhiều tài liệu như vậy, trên nghe thấy bên cạnh đột nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, cùng Ngọc Nương và Hoàng Sán đang đứng cách đó không xa. Cùng Ngọc Nương mở to cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt mở lớn, giật mình không nói nên lời. Diệp Phúc lau khóe miệng, dường như vị ngon chưa hết, cười cười nói: "Anh chà chàng Ngọc Nương, Hoàng Sán, các người có chuyện gì sao?" Cùng Ngọc Nương vẫn ngơ ngác nhìn hắn, dường như vẫn còn đang khiếp sợ. Hoàng sán điềm đạm ổn trọng hơn rất nhiều, trong lòng tuy trang khiếp sợ cũng không động thành sắc, không người nói. Để tử thấy sư phụ từ tổng đàn trở về nên muốn tới đây hỏi sư phụ thanh thông ta có đại sự gì phát sinh. Diệp Phúc cũng không giấu giếm, đem ý chỉ của Tân Hoàng nói lại một lần. Quan tình phòng của ta cũng chỉ có ba thầy trò mình, cho dù Thánh Tông phái người đi tới chiến trường Tần Hán cũng không tới phiền chúng ta. Các người yên tâm tu luyện đi hai người lúc này mới yên tâm cũng không nóng lòng rời đi tiếp tục đứng ngay tại chỗ diệp phúc không để ý tới bọn họ lại lấy ra một đống tài liệu như một toà núi nhỏ nữa tu luyện tới chu thiên thập đạo cung ngọc nương nhỏ giọng nói tiểu sư phụ tu luyện hình như là công pháp chư thiên thập đạo thì phải môn tế luyện thuật này tuy là mạnh nhưng khiếm khuyết rất lớn dễ dàng bị người ta tế luyện thành phu bảo hình ngươi chẳng lẽ tiểu diệp sư phụ không biết chuyện này sao sư tỷ sư tôn là nhân vật khôn khéo như vậy làm sao không biết khuyết điểm của chư thiên thập đạo hoàng sán thản nhiên cười nói cùng ngọc nương gật đầu xương phải trong mắt của nàng diệp phúc quả thật là một lão mà đầu già hoạt không chút kém so với các thế hệ cao thủ của thánh tông đời trước hắn khẳng định đã sớm biết khiếm khuyết của chư thiên thập đạo rồi hắn biết khiếm khuyết của chư thiên thập đạo vì sao đã còn tu luyện nàng nháy mắt cười cười hoàng sán lắc đầu thành thật nói ta cũng không biết Hai người đứng ở bên cạnh xem chừng, chỉ thấy Diệp Húc lại lấy ra một tòa núi nhỏ tài liệu và vũ bảo, ham mồm đốt hết thảy vào trong bụng, trang diện cực kỳ làm cho người ta kinh sợ. Cùng Ngọc Nương nhìn một lát, trong lòng càng thêm kinh hãi. Diệp Húc trong thời gian ngắn đã lấy ra vô số tài liệu và vũ bảo, hình như trong Ngọc Lâu hắn có chứa vô cùng vô tận bảo vật vậy. Tiểu sư phụ tới cùng diện bằng nhiều người mới có thể cướp được nhiều tài liệu như vậy đây. Nàng không kìm được các tiếng nói nếu những tài liệu này cho ta, ước chừng đủ cho lão đường luyện mấy chục kiện vụ bảo cấp trấn giáo, trang bị tới tận răng, tiêu diệp sư phụ quả thực giàu nứt đố đổ vách. Không chỉ có nàng, thậm chí ngay cả hoàng sán cũng nhìn xem mà kinh tâm động phách. Chỉ thấy diệp húc không ngừng lấy tài liệu từ trong ngọc lâu ra, qua hồi lâu rốt cuộc cũng ngừng lại. Thật trọng rồi. Diệp húc nhìn hai tay của mình, có chút vừa lòng. Hắn đã đem hết thảy tài liệu cùng vô bảo đã cất chứa vào trong bụng rồi lấy chư thiên thập đạo tế luyện lấy mẫu kim khí dùng nhập vào bản thân mình ước chừng hắn đã ưa chư thiên thập đạo tăng tới cảnh giới thất trọng thân thể cường độ nâng cao đến mấy lần cho dù là tiêu tại ca thượng cổ dị trùng cũng không chắc là đối thủ của ta hiện giờ thực lực của ta có thể giết chết cường giả nguyên đan kỳ không nói chơi tuy nhiên một tù luyện tới chư thiên thập đạo tới thập trọng còn cần không biết bao nhiêu tài liệu mới có thể luyện thành đây Diệp Húc đưa ra một lũ ý niệm tiến vào trong ngọc lâu quét qua một phen. Chỉ thấy chính mình còn thừa lại vài món vô bảo, phân biệt là thiên cơ tán, thiên cổ bảo tràng, thiên phong bảo phiến, viêm dương hổ lô, âm dương nhị khí, đại diện thần trung, kim kiều, chu thiên trận đồ và tinh phiên, còn có một lũ kìm tình khí. Quỷ linh phục mà đại trận đã bị âm dương nhị khí bên trong trụ quang đại trận phá hủy hoàn toàn. Về phần thiết huyết chiến kỳ, hắn đã cho hùng bi mất rồi. Trong những bảo vật này, nên cơ tán không thể bị mất âm dương dị khí chủ tiền trận đồ tinh phiên và kim kiều cùng với kim tinh khí đều phải lưu lại về phần những bảo vật khác thậm chí đại diễn thần trung cũng có thể vứt bỏ được cường độ thân thể của hắn sớm vượt qua đại diễn thần trung khẩu thần trung này trừ phi tế luyện tới trình tự rất cao mới có thể siêu việt được thân thể của ta tuy nhiên đem đại diễn thần trung tế luyện tới trình độ rất cao cân bảo vật cũng làm cho người ta phải giận sôi lên đối với diệp húc mà nói mất rất nhiều hơn được hắn hơi hơi trầm ngâm nhìn thấy cung ngọc nương và hoàng gián như trước chưa từng rời đi lúc này mới nói với hoàng gián lâu thuyền của người đã bị tàn phá không thể sử dụng được vì sư có một vụ bảo có thể truyền cho ngươi diệp phúc lập tức lấy đại diễn thần trung ra thu hồi công đức hào phí khi mình tế luyện giao qua cho hắn hoàng sán trong lòng cả kinh đại diễn thần trung ủy năng hắn trong lòng rõ ràng lúc trước khi đuổi giết diệp phúc diệp phúc dựa vào khẩu thần trung này ngăn cản một đòn nặng nề của lâu thuyền hắn lúc ở trong trụ quang đại trận thì lại dùng thần trung này đánh chết không ít cao thủ. Lúc đó tu vi của Diệp Húc vẫn còn thấp, không thể phát huy hết thực lực của thần trung này được. Khẩu thần trung này nếu ở trong thanh hoàng sán, uy năng có thể phát huy toàn bộ, thậm chí so với uy năng của lầu thuyền hắn mạnh hơn đến mấy lần đấy. Sư tôn, khẩu trung này thật sự rất quý trọng. Diệp Phúc cười cười nói, hiện giờ ta có được kim kiều, không cần vụ bảo này nữa. Hoàng sán không dám chối từ, nhận lấy đại diện thần trung Cùng ngọc nương ánh mắt mong đợi nhìn về phía diệp húc diệp húc làm như không nhìn thấy cung ngọc nương tiếp tục dõi đôi mắt trông mong nhìn hắn diệp húc kiên trì mấy lần không nhìn thấy sau một lúc lâu rốt cuộc cũng bại trận đành phải cấp cho nàng thiên phong bảo phiến và tiên cổ bảo tràng cùng với mấy trăm đầu kim tàm đang biến hóa thành sáu cánh ngọc nương thiên phong bảo phiến uy lực không lớn nhưng có không gian tiến vào thêm một bước thiên cổ bảo tràng không có hoàn toàn hoàn thành đám kim tằm sáu cánh phải qua mấy năm nữa mới tiến hóa hoàn toàn tới lúc đó thu vào trong tiền cổ bảo tràng uy năng của bảo tràng sẽ tăng vọt thậm chí ngay cả cao thủ nguyên đan kỳ cũng dễ dàng bị xử lý đấy hơn nữa tết khởi cái vụ bảo này người không cần hao phí bất luận tu vi nào diệp phúc thu hồi công đức trên kim tàm và bảo tràng công đức kim luân sau đầu đột nhiên hiện ra mạnh mẽ tăng vọt một đạo kim luân màu đen đột nhiên trong nhân bảo kim luân phân biệt đi ra hai đạo vầng sáng màu đen di động sau đầu của hắn hơi hơi lay động hắn thu đi công đức ác quả hao phí để tích luyện đại diễn thần trung và thiên cổ bảo tràng làm cho công đức kim luân luyện bảo diệu quyết đã lâu chưa từng đột phá thành tựu địa bảo kim luân thiên cổ bảo tràng và thiên phong bảo phiến thêm vào một chỗ cũng không chắc so sánh được với đại diễn thần trung tuy nhiên cung ngọc nương lại cực kỳ vui mừng thiên phong bảo phiến càng không thể để trong lòng nhưng thiên cổ bảo trang này thì nàng là một kiện bảo vật đấy. Bộ bảo này, khi tế khởi không cần hao phí trần nguyên, tương đương với việc nàng nhiều hơn một thành nguyên đàn giúp đỡ. Vũ sĩ trong chiến đấu hào phí trần nguyên kịch liệt, tuy nhiên có chút vũ sĩ luyện chế đan dược có thể bổ sung tu vi, nhưng ở trong chiến đấu, ai cho người có cơ hội ăn dược luyện hóa cơ chứ? Diệp Phúc bảo hai người đi ra ngoài, vật vật tay thủ lại đại chủ thiên tình đấu trận đổ, khoác lên trên người, trở về tinh chủ đại điện, hắn lập tức tế khởi ra ngọc lâu của mình, toàn lạc bên trong tinh chủ đại điện. Ngọc lâu của hắn hiện giờ chính là bốn tầng tịch thiên đầu suốt bạch ngọc lâu, cao ước chừng 17 mét, sau khi tế khởi có vẻ có chút khí thế. Tuy nhiên bốn tầng tịch nhiên đầu suốt bạch ngọc lâu vẫn là xa xa, kém ngọc lâu 8 tầng, 9 tầng. Diệp Phúc từng thấy mộ dung thùy buông xuống ngọc lâu 8 tầng, sau khi tế khởi, cao tới 3 m mét, đồ sộ vô cùng. Ngọc lâu của ta cần đại lượng linh khí mới có thể tiến hóa. Hiện tại, ta cần là cần tu luyện tới tam thai đan cảnh, cũng không cần phải nóng lòng nhất thời đâu. Diệp Phúc Nghị tới đây mới đi vào trong ngọc lâu. Chỉ thấy không gian tầng thứ nhất của ngọc lâu xin nhận rộng lớn ngàn dặm. Vô số linh điền hùng bi này đã xuất lĩnh đông đảo dân chúng đồng lai thành khai khẩn linh điền nuôi trồng linh dược. Đầu hùng bi này được dựng béo tốt cường tráng, sơ tay nhấc chân đều rất có ủy nghiêm. Nghiêm nhân bộ dạng hùng lão ra thét to chỉ huy người khác làm việc. Trong vạn cổ ma vực, Diệp Phúc từng thu một tòa núi lớn. Sau đó trấn áp một tiểu linh mạch bậc ba màu xích hồng. Hiện giờ toàn núi lớn này bị Hắc Hùng chiếm cứ, tự dưng đại vương khiến kiến tạo một tòa cung điện. Hắc Hùng khi nhàn hạ, liên ở trong cung điện luyện đan. Căn giải sao và hai đầu kim mãng thường thường đi tới cung điện tống tiền trộm đàn dược do Hắc Hùng luyện chế. Đầu Hắc Hùng này luyện đàn thật rất giỏi, rất có giá trị. Hôm nào đi tới thạch đại cổ viện tìm vài phương thuốc thượng thừa cho hắn luyện chế linh đan xem thử. Diệp Phúc thầm nghĩ một câu trong lòng. Trong ngọc khoa giao trì, can xài dao và hai đầu kim mãng đang nghịch nước, cây sóng gió trong giao trì. Hai đầu kim mãng khác cũng là giao long, kim giao hậu đại. Hiện giờ đã sinh ra móng phút, đang bước tiến thành kim giao. Hai đầu kim mãng này huyết thống còn muốn tốt hơn can xài dao nhiều. Hiện giờ Tu Vi cũng đạt tới hạo nguyệt kỳ. Diệp Phúc đi vào tầng thứ hai của Ngọc Lâu, chỉ tên nơi này vẫn trống trơn, không có bao nhiêu biến hóa, chỉ có một vách đá cao chọc trời và tòa công đức liên hoa trì. Hắn đang định phá vỡ ngọc lâu tầng thứ hai tới tầng thứ ba, đột nhiên trong ý thức vô ý nhìn thoáng qua công đức liên hoa trì, không ngờ không biết từ khi nào sinh ra một đóa hoa sen, ba phiến lá sen sinh trưởng phía dưới nâng lên một đóa hoa sen. Đóa hoa sen này màu hồng phấn, không biết sinh ra ở trong ao từ lúc nào, lặng yên nở rộ, hồng hào diễm lệ, có cảm ứng như là như không với công đức kim luân của hắn. Diệp Phúc tầm niệm hơi động, chỉ thấy Hồng Liên cả liền diệp tay lên. Ông một tiếng rơi vào trong nhân bảo kim luân, bổ quyết chỗ trống bên trong nhân bảo kim luân, dùng như cắm rễ bên trong đó. Vô số xúc tu của Hồng Liên vũ động kẹp vào bên trong nhân bảo kim luân, lôi kéo nhân bảo kim luân và địa bảo kim luân thành hình trứng. Nhân bảo kim luân được hóa Hồng Liên này nhập vào trong, lập tức xuất hiện biến hóa phát triển mới một đo hỏa diễm màu hồng chậm rãi lưu chuyển bên trong kim luân. Kim luân chuyển động, ngọn lửa lưu chuyển, duy chỉ có liền diệp của hồng liên bất động. Cảnh tượng này cực kỳ đẹp, lại cực kỳ yêu dị, mang theo tà khí dài đặc. Đo hồng liên này có tác dụng gì đây? Diệp Phúc kỳ hoặc khó hiểu, cảm thấy ác quả công đức của bản thân mình cũng không biến hóa. Tuy nhiên hồng liên nhập vào công đức kim luân, khiến cho tâm tư của hắn thông minh, dường như là một giếng nước vậy. Cho dù bên ngoài cuồng phong gào thét thế nào, nước giếng vẫn bình tĩnh không gợn sóng như trước. Hắn lúc này không để ý tới nữa, phi thần dựng lên tới lá chắn tầng thứ ba ngọc lâu. Hồng Liên trú nhập vào công đức kim luân, hắn la cũng không xấu, về phần tác dụng gì có thể chậm rãi tìm hiểu sau. Hiện giờ đối với hắn mà nói, mở ra tầng thứ ba đạt được truyền thừa tâm pháp tam đan cảnh mới là trọng yếu nhất. Không gian tầng thứ hai ngọc lâu của ta, nếu không khai phá, tự nhiên là lãng phí. Lần sau khi đi ra ngoài, thu mấy chục tòa linh sơn vào lại thu thêm người vào khai thác phát triển tầng thứ hai cho đỡ lãng phí đại chủ thiền tình đấu trận đồ tế luyện song trường của diệp húc rùng lên trên người tinh vào lập tức bay lên hóa thành đại chủ thiền tình đấu trận đồ lạc ấn trên không trung tầng thứ hai trận đồ dần dần biến mất chỉ để lại chủ thiền tình đấu mặt trời mọc mặt trời lặn trăng tròn trăng khuyết chủ thiền lưu chuyển Diệp bốc thả người dựng lên xuyên thật mạnh qua trở ngại hướng tới tầng thứ ba mà đi. Bên tai của hắn lại truyền tới một thanh âm tang thương, không ngừng phát ra tỉnh lại tỉnh lại. Những lời vô nghĩa, hắn mắt điếc tài ngờ, rút cuộc phá vỡ cây lá chắn, tiến vào tầng thứ ba của Ngọc Lâu. Lúc trước khi hắn thở mở ra không gian tầng thứ hai Ngọc Lâu, thanh âm này không ngừng nói thầm bên tai. Thanh âm già nua, thấy hắn mắt điếc tài ngờ, thở ra một tiếng, lập tức biến mất. Tới tầng thứ ba rồi, Diệp Phúc không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy không gian tầng thứ ba ngọc lâu vô cùng hoang vắng ngoài trường ngọc thụ kia ra chính là một mảnh đất khô cằn phía trên mảnh đất khô cằn này nơi nơi đều là lửa lớn tràn ngập khắp nơi thế lửa ngập trời không có bất luận đồ vật gì bên trong hết loại đại hỏa này chính là thái dương trần hỏa nhiệt độ cực kỳ cao ngọc thụ đắm chìm trong thái dương trần hỏa nhưng nó không những không bị đốt thành trò tẫn mà ngược lại càng khỏe mạnh và tươi tốt hơn khó tranh tâm pháp tầng thứ hai ngọc lâu là di la thiên yêu đế nguyên thần chân giải. Nếu không có tu luyện môn tâm pháp này, chỉ sợ ta vừa mới mở ra tầng thứ ba sẽ bị đốt thành tro tan. Diệp Phúc trong lòng thất kinh, thái dương chân hỏa nhiệt độ cao tới đáng sợ, lại có thể vô cùng thuần thục mà đốt cháy nguyên thần thân thể của người khác. Cho dù là cường giả nguyên đan, chỉ sợ ở trong chân hỏa này cũng không kiên trì được bao lâu, sẽ bị hồn bay phách lạc, hóa thành tro bụi. Tuy nhiên, hắn tu luyện di là thiên yêu đế nguyên thần chân giải, miễn dịch với thái dương chân hỏa hắn đi thẳng trong biển lửa hướng tới ngọc thụ mà bay đi chỉ thấy ngọc thụ cành lá xung xuê một đo hoa lớn lặng yên nở rộ trên lá cây đo hoa này ước chừng lớn nhỏ ba thước đo hoa trồng chất tuy nhiên cũng không phải màu hồng mà là màu tím diệp húc bay tới cận đại hoa phát hiện ra trung tâm đo hoa không ngờ có một tòa cung điện nhỏ trên cung điện không ngờ có một tấm biển mặt trên chữ rất nhỏ hắn vận dụng thị lực nhìn lại trong lòng không khỏi máy động gì là thiên ngọc hư cung chẳng lẽ là cung điện mà gì là thiên yêu đế ở gì là thiên ngọc hư cung làm cho người ta có cảm giác như không như có như thế là ảo giác chạm tay vào là có thể biến mất diệp Phúc lấy tay chộp tới gì là thiên ngọc hư cung chỉ thấy bàn tay mình càng ngày càng nhỏ trong lòng kẹt động lúc này đứng dậy hướng tới đó hoa mà bay tới trước mặt hắn tòa di là thiên ngọc hư cung này càng lúc càng lớn cuối cùng biến thành một tòa quái vật thật lớn đứng ở trước mặt của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đóa hoa màu nâu non kia giống như là một tòa núi lớn, Vậy quanh gì là tiền ngọc hư cung biến thành một tòa thâm cốc, là cây ngọc thụ cũng biến thành mây xanh che trời lớn đến vô cùng. Hắn đi tới sâu bên trong gì là tiền ngọc hư cung, cung điện trống trơn, chỉ có một cây đồng trụ đi tới sâu bên trong, chỉ thấy một bảo tọa hiện ra trước mặt. Diệp Phúc hết nhìn đông lại nhìn tây, cung điện bên trong chẳng có cái gì. Lúc này đi tới bảo tọa, chậm rãi ngồi lên phía trên bảo tọa. Lục hắn ngồi xuống, trong lòng dường như có gì xúc động, dường như là chính mình biến thành yêu đế cao cao tại thượng, tay cầm quyền cao, có được pháp lực hạo hãn vô biên, nắm trong tay sinh tử, hàng tỷ vạn chúng sinh thiên hạ. Hai mắt của hắn đỏ thẫm, dạ tâm đột nhiên bành trướng, dục vọng bị bảo tọa phóng đại vô số lần, dường như chính mình thật sự biến thành yêu đế, thiên hạ chúng sinh, chính mà yêu ba đạo, đều là trong lòng bàn tay của mình. Muốn giết ai thì giết, trên trời dưới đất không có người nào là địch thủ của mình hết. Đột nhiên công đức kìm luân sau đầu hắn, Hồng Liên hơi hơi lay động. Diệp Phúc trong mắt màu đỏ thẫm dần dần lùi bước, thậm chí khôi phục thành mình, không khỏi một thần mồ hồi lạnh. Di là thiên yêu đế bảo tọa, xem ra không phải dễ dàng ngồi lên như vậy, rất dễ bị dục vọng khống chế. Tòa di la cung và bảo tọa yêu đế này đều là ảo giác thôi, thiếu chút nữa mê hoặc bản tâm của ta hắn đang muốn đứng dậy đột nhiên trước mắt chậm rãi đang hiện lên một quả nguyên đan lặng lặng lơ lửng trước bảo tọa nguyên đan màu tím dường như có dẫn lực vô cùng truyền tới chỉ thấy tòa cung điện này đột nhiên sụp đổ gạch đồng trụ mái ngói tất cả đều bị nguyên đan này cắn nuốt thậm chí ngay cả bảo tọa dưới chân diệp húc cũng bị nguyên đan hấp thụ mất từ hòa phần giải cũng dùng nhập ở bên trong nguyên đan nguyên đan bảo tím lơ lửng trước mặt diệp húc mặt ngoài bóng loáng chiếu xạ dáng người của hắn chỉ thấy phía trên tử đan diệp phúc nắm tay thần khoác đế bảo dường như là trở thành thiên đế trong đám mây mù mờ ảo này thì hàng tỷ hàng vạn chú sinh đang hướng tới mình cúng bái đây cũng là ảo giác diệp phúc hừ lạnh một tiếng giơ tay hướng nguyên đan màu tím chộp tới nguyên đan này đột nhiên phân giải ra hóa thành văn tự cuồn cuộn như nước lũ dũng mãnh tiến vào trong đại não của hắn biến thành một môn tầm pháp di là nguyên thiên thủy bảo quyền chẳng lẽ có liên quan tới nguyên thủy ma tông diệp phúc không khỏi im lặng di là thiên nguyên thủy bảo quyền và đại chủ thiên tình đấu cấm điển giống nhau rõ ràng cũng không có một môn cấp pháp không trọn vẹn cấm pháp này cũng không được đầy đủ chỉ làm ba cuốn thứ nhất là một môn tầm pháp tên là di la hỗn nguyên trần kinh chủ yếu giảng thuật như thế nào luyện hóa chân nguyên cổ động một quả hỗn nguyên nguyên đan tuy nhiên khác với đại chủ thiên tình đấu cấm điển môn cấm pháp này không hề dùng chu thiên tinh lực mà dùng tinh khí tăng cường tu vi đúng là rất cần thiết cần rất nhiều tinh khí dùng tinh khí tăng cường tu vi diệp phúc nhẹ nhàng thở ra cười mà nói cũng may linh mạch của ta đủ nhiều nếu tu luyện đại chu thiên tình nguyên hóa trần kinh còn cần hối hả ngược xuôi sưu tầm tinh thần nguyên tử tinh thạch nhưng gì là hỗn nguyên trần kinh này chỉ dùng tinh khí tu luyện đỡ phải chạy loạn chung quanh có thể an tâm mà tu luyện rồi chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền cuốn thứ hai vẫn là Di La Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Giải. Tuy nhiên so với Diệp Húc Tu Luyện Thiên kia, có thể nói nội dung còn phong phú hơn mấy chục lần. Nó kể lại tỉ mỉ, làm thế nào dùng Thái Dương Chân Hòa rèn luyện Nguyên Thần, khiến Nguyên Thần trở nên càng hùng mạnh hơn. Về phần cuốn thứ ba là phương pháp luyện chế một kiện phù bảo. Phù bảo này tên là Di La Thiên Địa Cấm Pháp, thần pháp trải rộng, vô số chu thiền tinh thần tài liệu cân nhiều xa xa phía trên chu thiền tình phiền và đại diễn thần trung quả thực có thể nói là một con số thiên văn gì là thiền địa tháp thần tháp trải rộng chu thiên tinh đấu có thể dùng đại chu thiên tinh đấu trận đồ luyện chế xem ra ta còn cần chạy quanh sưu tầm tinh thần nguyên từ tinh thạch rồi diệp phúc thở dài rời khỏi không gian ngọc lâu thì thầm nghĩ những tài liệu khác thì cũng không nói làm gì nhưng cái tức nhưỡng này tới cùng là tài liệu cấp bậc gì ta còn chưa từng nghe nói qua. Sau khi rời khỏi không gian ngọc lâu, Diệp Phúc lập tức lấy ra một điều linh mạch, thu hồi ngọc lâu, đếm thử tu luyện gì là thiên hỗn quyền chân kinh. Hắn từ trước tới nay đều dẫn dắt chủ thiên tình lực, đem chủ thiên tình lực hóa thành nguyên khí hoặc chân nguyên. Lần này vẫn là lần đầu tiên hấp thu linh khí tu luyện. Linh mạch này lập tức càn mát ra linh khí nồng đậm, tràn ngập tinh chủ đại điện. Hắn hít vào một hơi thật dài, đem những linh khí này hút vào trong bụng. Dị Đà thiên hỗn nguyên trần kinh vận chuyển, linh khí tự nhiên chuyển hóa thành chân nguyên, dung nhập vào trường hà chân nguyên của hắn. Chỉ nghe hôm một tiếng, Diệp Phúc phun ra một ngụm trọc khí, lập tức một cỗ không khí đục đục phun ra. Khi đục này chính là trọc khí của linh thạch bậc một, không thể bị dị là thiên hỗn nguyên trần kinh phân giải, chuyển hóa thành chân nguyên. Ta vừa mới phun ra nốt vào một lần, liền hao phí đi một phần trăm linh khí trong linh mạch trong đó có bảy tám phần là trọc khí không thể bị gì là thiên hỗn quyền trần kinh hấp thu. Xem ra chất lượng của linh mạch bậc một là rất thấp, cũng không dùng làm gì, còn không cần phải lãng phí nhiều nữa. Kỳ thực tám phần trọc khí này đều không phải là khí bẩn như thực tế, nó cũng là một loại linh khí, tuy nhiên chất lượng quá thấp, những vũ sĩ khác cũng sẽ không dùng nó để mà tý luyện. Nhưng đối với gì là thiền hỗn quyền Trần Kinh mà nói, bảy tám phần linh khí này chính là trọc khí, không thể hấp thu. Môn tâm pháp này đúng là rất hạ khắc về vấn đề chất lượng linh khí, yêu cầu rất biến thái. Diệp Phúc cãi nhíu mày, lập tức lấy ra một điều linh mạch. Linh mạch này chính là linh mạch bậc hai mà Diệp Phúc thu được ở trong phù hồn giới của Thái Thượng trưởng lão Vệ Đạt. Linh mạch bậc hai chất lượng và hàm lượng linh khí vượt xa linh mạch bậc một. Tuy nhiên, hắn tự hấp thu linh khí, phát hiện ra bên trong linh mạch bậc hai vẫn là có bốn năm phần linh khí không thể bị hấp thu, bị di la thiên hỗn quyền trần kinh coi như là trọc khí. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra một chuyện làm cho người ta phải đau đầu. Đó chính là hắn vận chuyển gì là thiền hỗn quyền trần kinh, chính đạo chân nguyên trường hà của hắn cũng không ngừng rút lấy. Trong đó có gần năm thành trần nguyên bị sói mòn, bị coi như là trọc khí mà đẩy ra ngoài. Cái này tương đương với việc tu vị của Diệp Húc bị áp xúc lại năm thành. Tuy rằng chân nguyên sau khi được gì là thiền hỗn quyền trần kinh cổ động lại, tinh thuần là vô cùng cứng cỏi hơn xa xa so với trước kia. Nhưng mà chân nguyên bị co rút lại một nửa, thực lực của hắn cũng sẽ giảm xuống một nửa, nhiều nhất chỉ còn 7-8 phần thực lực. Chín đạo chân nguyên trường hà cũng trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Tại sao có thể như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ nói chất lượng của gì là thiền hỗn nguyên chân kinh so với đại chủ thiên tình đấu cấm điển còn muốn tốt hơn nhiều lắm sao? Bằng không tại sao lại đem trần nguyên của đại chủ thiên nguyên hóa chân kinh trở thành trọc khí mà chỉ để lại có một nửa thôi? Diệp phúc mặt mày nhăn nhó. đại chủ thiền tình đấu cấm điển tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh thậm chí so với gì là thiền hỗn quyền chân kinh tốc độ tu luyện còn nhanh hơn không ít tuy nhiên với hắn mà nói thì đã không thể sử dụng được nữa rồi đây là bởi vì đại chủ thiền tình đấu cấm điển luyện hóa ra chân quyền chất lượng không cao nó phải trực tiếp rút đi một nửa mới có thể so sánh được với chân quyền của gì là thiền hỗn quyền chân kinh ngay cả linh mạch bậc hai cũng không thể dùng chẳng lẽ chỉ có linh mạch bậc ba mới thích hợp tù luyện gì là thiên hỗn nguyên chân kinh sao? Trong ngọc lâu của hắn còn trấn áp một điều linh mạch bậc ba. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn ở vạn cổ ma vực. Hắn tính thu cả tòa núi lớn với nó và trong ngọc lâu, lấy cầu đình vạn pháp yêu quyết trấn áp. Diệp Phúc ý niệm tới không gian tầng thứ nhất ngọc lâu, bàn tay to hướng tới tòa núi kia chụp đi, dễ dàng lấy linh mạch màu đỏ sẫm bên trong đó ra. Nguyên hắn không thể dễ dàng hàng phục được linh mạch này. Tuy nhiên thực lực hiện giờ của hắn tiến nhanh, tu vị thẳng tiến, hàng phục điều linh mạch bậc 3 này khá là dễ. Chất lượng của linh mạch bậc 3 so với linh mạch bậc 2 cao hơn rất nhiều. Một điều linh mạch bậc 3 đủ cho một vụ sĩ tù luyện tới tam thai cảnh, luyện ra nguyên thai. Nó ẩn chứa linh khí cực kỳ khổng lồ. Đều đặt nó ở trong núi săn sóc ân cần, linh mạch tự thân cũng không ngừng trưởng thành, ứng phó với một nguyên đàn cao thủ vẫn có thể tiêu xài dư giả. Quan tình phòng có nhiều linh mạch, lấy linh mạch bậc 2, bậc 3 là đa số. Hoàng Sán, cùng Ngọc Nương và mấy đạo yêu quái trong núi, bọn họ kiến tạo động phủ chính là có linh mạch bậc 3. Trong núi cũng có linh mạch bậc 4, thậm chí là linh mạch bậc 5. Tuy nhiên chỉ có sau khi nắm được tình chủ đại điện trong tay thì mới có thể cởi bỏ được phong ấn của các thế hệ thái thượng trưởng não mà hấp thu linh khí bên trong. Diệp Phúc lấy linh mạch bậc 3 này ra nếm thử một tia linh khí bên trong chỉ thấy đại bộ phận linh khí này đều bị di đà thiên hỗn quyền chân kinh hấp thu tuy nhiên vẫn còn gần một thành linh khí không thể hấp thu bị coi là trọc khí mà bị đẩy ra ngoài xem ra tâm pháp càng cao thâm đúng là yêu cầu với linh khí càng thêm hạ khắc linh mạch bậc 1, bậc 2 bình thường ta hấp thu chính là lãng phí chỉ có linh mạch bậc 3 mới miễn cưỡng sử dụng được diệp phúc chờ thở dài linh mạch bậc 3, cho dù ở bên trong quan tinh phong số lượng cũng có hạn mà tốc độ cắn nuốt linh khí của hắn cực kỳ nhanh. Hắn đại luyện ra chín đạo Trần Nguyên Trường Hà, cần linh khí hơn người khác không biết bao nhiêu lần mà kể. Linh mạch bậc ba, tốc độ trưởng thành căn bản không thể theo kịp tốc độ phun ra nuốt vào của hắn. Chỉ sợ một linh mạch bậc ba cũng không bao lâu thì bị hắn hút cho khô. Thậm chí ngay cả linh mạch bậc bốn, bậc năm, chỉ sợ cũng không theo kịp tốc độ phun ra nuốt vào của hắn. Nếu cứ hấp thụ như vậy, khẳng định cũng sẽ bị hắn hút khô mất. Mà chuyện này đương nhiên hoàng tuyển Ba tông không cho phép xảy ra. Diệp Phúc nhấp nháy con mắt, thở dài nói. Tù luyện công pháp rất tốn kém, xem ra cũng là chuyện làm cho người ta đau đầu. Không biết tu luyện gì là thiên hỗn quyền chân kinh có thể dùng đan dược tăng lên tù vi không? Trong học lâu của hắn còn có không ít linh đan lấy từ trụ quang đại trận, ví dụ như cửu dương linh đan, Nam sơn ích thọ đan. Phần lớn cùng cấp bậc với sinh sinh tạo hóa đan cũng có thể cung cấp đại lượng dược lực, linh lực cổ vũ tu sĩ phù sĩ diệp Hùng lúc này là ra một quả cửu dương linh đan ăn vào túc dục luyện hóa dược lực cẩn thận nhận thức một phen sau đó phun ra một ngụm trọc khí trong lòng không khỏi vui vẻ di là thiên hỗn quyền trần kinh hấp thu gần bài thành dược lực của linh đan bát thành lại coi là linh khí thải bài xuất ra ngoài xem ra dùng linh đan tu luyện đích xác không tồi hùng bi cái tên này giỏi nhất về bồi dưỡng dược tài lại chế được đan dược xem ra giá trị đầu hắc hùng này phải hoàn toàn khai thác mới được, khiến cho hắn luyện chế linh đan nhiều hơn nữa, cung cấp cho ta tiêu xài, nâng cao tu vi thôi. Hắn bất chấp tù viện, đi thẳng tới thạch đại cổ viện, dùng mấy cái linh mạch bậc một mua vài phương thuốc, hết thầy đều cấp cho hùng bi, để cho hùng bi này luyện chế đan dược cho mình dùng. Hắn sở diễn vụ đàn phương đều đã đan phương tam đan cảnh, như là sinh sinh tạo hóa đan, cửu dương linh đan, thích hợp cho vũ sĩ tù luyện tới tam đan cảnh. Diệp Phúc lại đem thiền yêu đổ thánh quyết cuốn thứ ba truyền thụ cho đầu hắc hùng này, ân cần dạy bảo đó. Bá thiền, cố gắng mà tu luyện, luyện trên nhiều đinh đan, lão già ta sẽ không bạc đãi ngươi. Không biết cảm động tới rơi cả nước mắt, nhìn theo hoán rời khỏi ngọc lâu và thầm nghĩ. Diệp lão gia ngày càng coi trọng ta, không chỉ truyền thụ thiên yêu đồ thánh quyết cho ta, còn truyền cả đan phương nhiều như vậy. Hơn nữa còn có hơn một vạn người nghe theo điều khiển của ta, quả thực giống như một hoàng đế ở trong ngọc lâu này vậy, khoái hoạt như thần tiên mấu chốt nhất là luyện trên đàn dược còn có thể tham ô như vậy rất tốt đấy diệp húc đuổi đầu hắc hùng này đi lập tức xài người tới quan tình phòng đấy linh dược mua một, một loại thu thập hai quả đưa vào bên trong ngọc lâu sao cho con dân đông lai thành nuôi trầm. còn có hùng bi và con dân đông lai quốc ở nơi đó thì ta đương đương với mang theo một kho dược lớn có thể không gừng lấy đỉnh đàn diệu dược ở bên trong ra tù luyện cho dù không có linh mạch bậc ba hẳn cũng có thể duy trì được một đoạn thời gian Diệp Bốc xử lý xong xuôi, rốt cuộc cũng tĩnh tầm lại, lấy ra linh mạch bậc ba kia, an tâm ngồi tu luyện. Về phần đem đạo linh mạch này nhốt vào bên trong địa mạch, dùng địa khí ổn dưỡng khiến linh mạch trưởng thành, chuyện này hắn chưa bao giờ suy xét qua. Hắn phun ra nuốt vào linh khí quá mức khổng lồ, tốc độ trưởng thành của linh mạch đối với hắn mà nói như muối bỏ bể mà thôi. Thế rồi hơn bởi ngày qua đi, linh mạch bậc ba này đã bị co rút lại một phần năm, mà chính đạo chân nguyên của Diệp Phúc dần dần tăng trưởng ra rồi. Nó chìm đổi bên trong chiến khẩu đại đỉnh, có vẻ càng thêm gừng trọng hơn trước đây. Chiến khẩu đại đỉnh này hơn được có thêm Trần nguyên Trường Hà, chỉ cần sức nặng tương đương với chiến tỏa núi lớn, trực tiếp áp chế, liền có thể làm cho cao thủ đan đỉnh kỳ bình thường bị trấn áp. Nếu là bùng đổ uy năng, một khẩu đại đỉnh liền có thể trấn chết một cường giả ảo đan kỳ. cựu đỉnh liền xuất hiện, phản pháp đều hiện, trấn chết nguyên đan kỳ cao thủ cũng không nói chơi. Một điều linh mạch bậc ba chỉ có thể hấp thù chín thành linh khí. Chỉ sợ đinh mạch này chỉ có thể khiến cho ta tù luyện thế ảo đan kỳ là không thể tiếp tục được nữa. Xem ra cần phải đi chung quanh cướp đoạt linh mạch cùng tài liệu thôi. Diệp Phúc trong ngọc lâu không còn chút tài liệu nào, chỉ còn vài món vô bảo. Nhưng gì hắn cất chứa ngày xưa đã dùng hết để rèn luyện cửu đỉnh và tu luyện trừ thiên thập đạo. Lúc này toàn thân không có gì, hận không thể dùng phù pháp viết lên trán mình một chữ nghèo thật là to. Diệp xử thúc có ở đây không? bên ngoài đột nhiên chuyển tới tiếng của ngọc Sanh quận chúa diệp phúc đi ra tình chủ đại điện chỉ thấy ngọc xanh quận chúa vũ văn hảo lý thu anh đang đứng trước điện vội vàng cười nói quận chúa các người có gì phải làm sao lý thu anh sang mặt lạnh đạm ánh mắt nhìn về nơi khác ngọc Sanh quận chúa biết nàng có cựu oán với ngọc nương mà diệp phúc thu ngọc nương làm đồ đệ khiến cho trong lòng cô gái này có chút khúc mắc vội vàng cười nói chúng ta tới đây là muốn hỏi sư thúc quan tình phòng các người có thể tuyển định nhân sự tham gia vào chiến tranh tần hán hay không. Diệp Húc chợt nào nào, mấy ngày này hắn bận nhiều việc quá, rồi lại phải tu luyện, gần như quên mất chuyện này. Lúc này tới cười nói, quản tình phòng ta chỉ có hai vị đệ tử, thêm ta thì cũng chỉ có ba người mà thôi. Nếu ở chiến trường tần hán mà có gì sử xuất, thì đó là diệt môn đấy. Vũ Văn Hảo cười nói, mỗi một linh sơn đều phái người tham dự, đây là tông chủ định ra quy củ. Quan Thình phòng cũng không ngoại lệ. Hiện tại các đại linh sơn của thánh tông ta đều phái đệ tử đi ra đại đa số mọi người đều đã xuất phát rồi chỉ còn lại quan tinh phong là không hề có động tĩnh diệp sư thúc nếu không phái người đi chỉ sợ tổng đàn sẽ phái người tới hỏi đấy diệp phúc suy nghĩ một chút hắn gần đây đang nghèo rất mùng tơi cũng muốn đi ra ngoài cướp đoạt tài liệu và linh mạch cười mà nói xem ra đành phải để phong chủ ta tự mình xuất mã thôi tiểu diệp sư phụ thêm ta nữa cung ngọc nương bị kích động bày tới thoáng nhìn lý thúc anh không khỏi ngẩn ngơ. Hai nữ nhân này trong mắt tinh quang chợt lóe, đang đăng sát khí mà chuẩn bị nói chuyện với nhau bằng tay chân. Lý Tụ ảnh hờ lạnh một tiếng, tới khởi lâu thuyền của mình, ánh mắt thật bất thiện. Lý Sư Tỷ, đừng có giận, hiện giờ muội muội tu thành nguyên đan rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Công Ngọc Nương cười khanh khách nói, Diệp Húc cũng khuyên nhủ, Ngọc Nương đã cải tà quỳ tránh rồi. Công Ngọc Nương hai tay chống lạnh, mắt hạnh đảo dựng. Lý Sư Tỷ, không tin người có thể ra tay, không qua ba chiều tiêu bội có thể đem người thải bổ đấy diệp phúc trường mắt nhìn nàng một cái lại khuyên nhủ tu anh ngọc nương thật sự đã cải tả quỷ chính đấy lý tu anh mi mau dựng thẳng lên anh khí bưng bưng cười lạnh mà nói sử thúc chuyện này không cần ngươi quản ta và nàng ta nhất định chỉ có thể còn một người còn sống cùng ngọc nương bên trong thập vạn đại sơn không thể động thủ chúng ta tới bên ngoài quyết sinh tử đi vừa dứt nơi tới khởi đầu thuyền hướng tới phương bắc bách man sơn bay đi Cung Ngọc Nương cũng tức giận, tay cởi lâu thuyền của mình theo sát phía sau Lý Tu Anh nói. Lý Sư Tỷ, người năm lần bảy lượt đối nghịch với ta, nghĩ thật sợ người chắc. Hai nữ nhân này đều nóng tính cả, vừa nhìn thấy nhau là đấu võ luôn rồi. Diệp Hùng lắc lắc đầu, hướng tới Ngọc Xanh quận chúa và phụ văn hạo bên cạnh cười mà nói. Chúng ta cùng đuổi theo đi, biến cho các nàng thực sự là một sống một chết. Ngọc Xanh quận chúa nhíu mày nói. Lý Sư Tỷ và Cung Sư Tỷ tốc độ cực kỳ nhanh, chúng ta làm sao có thể đuổi theo được các nàng đấy chứ? Không sao không sao, cho dù các nàng có tốc độ cao thế nào đi chăng nữa, ta muốn đuổi thì đuổi theo cũng vô cùng dễ dàng. Diệp Phúc thế cởi, thiền cờ tán, hóa thành một con thuyền con, giơ tay đào một cái, liền nắm ngọc xanh cuộn chúa và vụ văn hạo lên. Hắn đặt hai người vào trong thuyền, thúc dục Trần Nguyên, thuyền con lập tức đầm phá trời cao, rít gào mà lao đi. Tốc độ của thiền cờ tán nhanh đến tuyệt luôn, chỉ một lát sau, ba người Diệp Phúc đã đi tới Bách Màn Sơn. Qua hồi lâu, Cung Ngọc Nương và Lý Thu Anh mới khoan thai, cưỡi lâu thuyền mà đi tới. Ngọc danh Quận Chúa và Vũ Văn Hảo thấy thế, không khỏi hoảng sợ. Thuyền con này tốc độ không ngờ lại nhanh tinh như vậy. Ngay cả hai vị sư tỷ dùng lâu thuyền cũng không đuổi kịp. Loại tốc độ này gần như có thể dẹp ngang các loại phù bảo do thái thượng trưởng lão luyện chế ra. Lý Thu Anh, Cung Ngọc Nương, hai nữ nhân này vừa mới rời khỏi phạm vi của thập vạn đại sơn liền lập tức động thủ. Cả hai đều đứng ở lâu thuyền, thúc giục lâu thuyền của mình, oanh sát về phía của đối phương. Hai người các nàng, cung Ngọc Nương đã tù luyện ra nguyên đan. Hơn nữa tù luyện, vũ hóa thiên hoàng bảo quyền, thực lực hùng mạnh hơn trước đến mấy lần. Mà Lý Thu Anh cũng tù luyện tới ảo đan cửu phẩm, thực lực cực kỳ không tôi. Cả hai đều thi triển toàn lực, hai đầu thuyền đều dài tới mấy trăm mét, xeo xeo rung động giữa không trung, hùng ủy tràn ngập phát ra bốn phía. Đủ rồi, hai người các ngươi hết thảy dừng tay cho ta diệp phúc hử lạnh một tiếng tay cởi cửu đỉnh chỉ thấy trên đầu lâu thuyền của hai người đều tự xuất hiện vài tòa đại đỉnh trấn áp thẳng xuống dưới đại đỉnh rơi vào lâu thuyền chỉ thấy từng chiếc thượng cổ dị thú từ trong đỉnh lao ra đại trảo gạt gào khống chế lâu thuyền kia tùy ý mặc cho hai người thúc giục như thế nào lâu thuyền cũng không chút nhúc nhích nào diệp phúc trấn áp hết thảy lâu thuyền của các nàng mỉm cười nói tu anh ngọc nương các ngươi vừa nhìn thấy nhau là đấu võ ngay còn ra thể thống gì nữa chứ lý tu anh tết khởi ảo đan của mình ra sức thúc giục lâu thuyền dường như bị đóng đình trên không trung không chút nhung nhích nào hết trong lòng không khỏi hoảng sợ lần trước nàng nhìn thấy diệp húc diệp húc tu vì chỉ là hạng nguyệt kỳ đối phó với vù sĩ như thang thanh còn có chút miễn cưỡng hắn còn cần phải có ngọc xanh quận chúa và vũ văn hạo liên kết liên tục hủy đi mấy kiện phù bảo cấp trấn giáo mới có thể chém giết được đối phương không ngờ tới mới hơn một năm không thấy Diệp Húc đã có thể là dư sức trấn áp cao thủ nửa bước nguyên đan kỳ như nàng. Cung Ngọc Nương với thực lực của Diệp Húc cũng có vài phần hiểu biết, không có ý đồ thúc giục lầu thuyền, cười khanh khách mà nói. Tiểu Diệp sư vụ, không bằng thầy cho chúng ta, hai người liên kết lại, làm thịt lý tỷ tỷ, biến cho nàng luôn luôn đối nghịch với ta. Diệp Húc nhức đầu cười nói, đừng có mà can quấy, tu anh, thù hận dẫn ngươi và Ngọc Nương ta cũng có biết. Tuy nhiên đây là bởi vì một người nam nhân mà thôi. Sư huynh của người bị Ngọc Nương thái bổ mà chết. Có thể thấy được hắn cũng không phải là phu quân gì tốt cho lắm. Chết chưa hết tội, không thể oán trách ai được. Tuy nhiên Ngọc Đường cũng có cái sai. Không bằng như vậy đi. Ngọc Đường người hướng Tú Anh bồi tội một cái. Hai người các người bãi đấu. Mọi người đều tốt đẹp cả. Thấy như thế nào chứ? Lý Tú Anh im lặng không nói. Cùng Ngọc Nương chân thành, nhất phúc. Chào người một cái ngầm ngầm nói. Lý Tỷ Tỷ à, tiểu bội sai rồi xin lỗi tỷ tỷ nha lý thụ anh sắc mặt khẽ biến thì lệ cười lạnh nói cùng tỷ tỷ người tuổi lớn hơn ta gọi là sư tỷ sao được tiểu bội không dám nói bậy nói bậy tuổi của người lớn hơn ta phải gọi người là tỷ tỷ mới đúng Cùng ngọc nương sắc mặt cũng thay đổi Tết khởi lâu thuyền sắc mặt không tốt cùng tỷ tỷ người đã hết thời là người đẹp rồi tuy rằng bào dưỡng rất tốt nhưng cũng chỉ là phong vận còn tồn tại lại mà thôi lý tu anh đưa tay vuốt ve mái tóc ở bên mặt âm thầm đề phong cười mà nói lý đại nương người muốn chết hả cung ngọc nương cười khanh khách nói sạt khí lành lạnh toát ra diệp phúc thấy hai người vì chuyện tuổi tác lớn nhỏ lại muốn động thủ không khỏi nhức đầu cười nói cả người đều tự nói tuổi ra chẳng phải sẽ biết ai là tỷ ai là muội muội sao lý tu anh và cung ngọc nương hư lạnh một tiếng đều tự quay đầu lại thánh chết cũng không chịu nói ra tuổi thực của mình nữ nhân thật sự là phiền chết đi được diệp phúc thu hồi cửu đỉnh của mình thiên cơ tán cũng thủ đại thẳng rơi vào trong phía trên đầu thuyền của lý tu anh ngoắc tay gọi cung ngọc nương ngọc nương thu đầu thuyền của ngươi lại tới đây đi ngồi trên con thuyền thanh lâu chạy quanh cũng rất kỳ cục cung ngọc nương cười ngầm gầm rời xuống trên đầu thuyền ngọc xanh quận chúa và vũ văn hạo cũng tự mình lên thuyền diệp phúc thấy các nàng không động thủ nữa cười mà nói tất cả mọi người đều không phải là người ngoài đánh đánh đấm đấm làm cái gì chứ quận chúa lần này chúng ta tới chiến trường tần hán còn phải phiền lệnh tôn rồi Ngọc Danh Quận Chúa chính là trưởng nữ của Vương Phủ Đại Tần, phụ thân của nàng là Triệu xương Chính, thân là thân đệ của Đường Kim Thần Hoàng. Hắn thông lĩnh đại quân, trấn thủ Đông Quan, cũng là một cao thủ phù đạo, có được uy danh hiển hách trong những cường giả của Hoàng Thất Đại Tần. Thực lực của hắn có thể so được với cường giả cấp trưởng cáo Hoàng Tuyền Ma Tông. Ngọc Danh Quận Chúa vội vàng cười cười nói, sự thúc nói đùa rồi, sự thúc đi đồng quan, cha ta thật sự là rất vui đấy. May mắn có triệu sư vội ở đây, nếu không mấy người chúng ta tới chiến trường tần hán, nhân sinh không có quen, không biết phải đặt chân ở nơi nào. Vũ Văn Hạo cười cười nói. Lý Tu Anh thản nhiên nói. Sư Thúc à, lần này ngoại trừ hoàng tuyến ma tông chúng ta tới chiến trường tần hán, năm phái khác cũng phái người tới, còn có đệ tử của 72 thế gia, cùng với những ma đạo bồn phái khác cũng đều phái người tới. Chiến trường tần hán cũng không phải là nơi tốt đẹp gì, chỉ sợ rất nhiều xung đột đấy. Cung Ngọc Nương liếc mắt nhìn nàng một cái, cười mà nói. Ta còn nghe nói, đại hán đã được tin tức. Hán Hoàng tự mình hạ chỉ, khẩn cầu những chính đạo môn phái trong cảnh nội tới trợ giúp. Môn phái chính đạo trong cảnh nội, đại hán đế quốc rất đông. Có nhiều môn phái không hề kém hoàng tuyển ma tông chúng ta. Nhưng đệ tử môn phái này đều tinh anh cả. Lần này tới chiến trường Tần Hán, tất nhiên có một phen lòng tranh hổ đấu. Đại Hán chính đạo, thịnh phù là đại phạm âm đồi tự, và tiểu quang binh thánh địa nhỏ phù tứ tông thiền nhân tông âm dương tông thái cực tông thiền đạo tông đạo phù tam tông thái thượng đạo tông nguyên thủy thánh tông hỗn quyền đạo tông nhưng môn phái này đều là lịch sử lâu đời kế thừa thâm hậu bắt nguồn từ xa dòng chảy dài không thể kém mà đạo lục phái chúng ta vũ văn hạo đúng là rất hiểu các môn phái của chính đạo diệp phúc nghe thấy bốn phái nguyên thủy thánh tông trong lòng khẽ động cười mà nói đạo phù có nguyên thủy thánh tông ma đạo lục phái chúng ta xếp hạng nhất là Nguyên Thủy Ma Tông. Hai môn phái này vì sao có tên tương tự như vậy? Cung Ngọc Nương cười nói, ngày nói Nguyên Thủy Thánh Tông và Nguyên Thủy Ma Tông, trước đều là cùng một môn phái tên là Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Người sáng lập ra là một vị thiền đế, chính bà yêu kiềm tu. Lúc đó, đây là một thế lực hùng mạnh nhất, bao trùm phía trên cả chính mà yêu. Sau khi vị thiền đế kia mất đi, thì Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung phát sinh tranh chấp, chia ra làm ba tâm pháp cũng không còn giống nhau ai cũng có sở trường riêng mà đảng nguyên thủy ma tông chính đảng nguyên thủy thánh tông còn có một đại phái yêu tộc tên là nguyên thủy yêu tông diệp phúc không khỏi hoảng sợ mà thầm nghĩ kiềm tu chính ma yêu ba đạo vì thiên thế này bản lĩnh thật sự lợi hại đấy ngọc lộc của ta đoạt được gì là thiên nguyên thủy bảo điền không biết có phải là một phần tâm pháp trong chính Ma yêu ba phái hay không hiện tại hắn có thể khẳng định khai sáng ra nguyên thủy ngọc hư cung chính là vị thiên đế tên là di la thiên yêu đế sau khi yêu đế mất đi ngọc hư cung chia làm ba đều có tâm pháp truyền lại đời sau nội tình vẫn tâm hậu như trước trong trong nguyên thủy ma tông thậm chí xếp hạng đầu trong ma đạo lục phái gần với tam cung nhất ba môn phái này đều có tâm pháp trấn giáo đều không giống nhau bởi vậy diệp phúc cũng không dám khẳng định di la thiên nguyên thủy bảo quyền của mình đạt được tới tột cùng là tâm pháp phái nào Mấy người cười cười nói nói, dần tiến tới chiến trường Tần Hán. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, thì đột nhiên trong thập vạn đại sơn truyền tới dao động kịch liệt. Chỉ thấy một chiếc lục nhãn kim thiểm thử từ trong tám núi mà nhảy tới. Lục nhãn kim thiểm này hình thể to lớn không gì sánh được, trên đường còn đeo theo một tòa phủ đệ. Nó đang không phi hành, sau đó con mắt trồng như đêm tối, ánh mắt dường như có thể xuyên qua khoảng cách mấy ngàn dặm. Trong con mắt của kim thiểm thử này bắn ra hình ảnh của mấy người trên đầu thuyền Lý Thu Anh. Hình ảnh này của mọi người trong mắt của nó rõ ràng đào ngược lại, trông có vẻ rất quỷ dị. Họa à, một tiếng, Kim Thiêm giống giận, nhảy đi tới. Mỗi khi nó rơi xuống cách vị trí trước tới hơn 10 dặm, nhanh chóng kéo gần khoảng cách với đầu thuyền. Trên đầu thuyền, Diệp Phúc đột nhiên kẽ nhíu mày, mở khoang thuyền ra nhìn nhìn trên bầu trời. Hắn chỉ thấy cách bọn họ chừng vài dặm, trên bầu trời có sáu con mắt màu xanh biếc đang là sắp thành một vòng tròn, Thủy Trung đi theo sau lâu thuyền, quỷ dị vô cùng. Thiền lý nhãn ư, lục nhãn kim thiềm sao? Diệp Húc đứng ở dưới đuôi thuyền, trong lòng cả kinh, Ngụy Hiền tới đây rồi. Đám người đi thu anh, Cung Ngọc Nương cũng đi ra khỏi khoang thuyền, ngẩng đầu nhìn lại. Cung Ngọc Nương thất thanh nói, hình như là Ninh Phủ Phong, nguyên thần của Ngụy Hiền sử bá, chính là kim thiềm kia đấy. Một loại vô pháp mà thôi, ta cũng làm được mà. Diệp Phúc hư lạnh một tiếng, một quyền oanh ra làm cho sáu đôi mắt màu xanh biếc kia bị dập cho nát đi chín đỉnh đều tự bay lên một ánh mắt thật là lớn trong dây nát đã bay tới mấy trăm dặm ánh mắt này trông rất sống động đúng là vụ pháp mà giao đạo nhân đã truyền thụ cho hắn trước kia thiền lý nhãn diệp sư đệ bằng vào tu vi mỏng manh của ngươi cũng muốn rình ta xem động tĩnh của ta sao giữa không trung đột nhiên truyền tới thành ầm ầm vang giống như thiền lôi diệp phúc chỉ cảm thấy chín đôi mắt của mình lần lượt bị phá nát chỉ thấy không trung đột nhiên chuyển tới tiếng rít thề lương một đầu lưỡi vừa dài vừa nhỏ từ phương xa phóng tới đầm phá trời cao ba một tiếng cuốn thẳng tới lâu thuyền đây là đầu lưỡi của lục nhãn kim thiềm khoảng cách trên dưới một trăm mét há mồm the lưỡi đầm phá trời không cả trăm dặm nó tính nuốt cả lâu thuyền vào trong bụng của mình loại lực lượng này thủ đoạn này diệp hùng chưa từng nghe thấy bao giờ chưa nhìn thấy bao giờ lục nhãn kim thiềm bắn ra đầu lưỡi từ ngoài trăm dặm tiến tới bảo vệ lấy lầu thuyền dùng sức mà đè nén gần như nén lầu thuyền thành hai nửa lầu thuyền bị đầu lưỡi kéo thẳng về phía sau tốc độ còn muốn gia tăng liên tục lý tu Tụ anh kêu lên một tiếng đau đớn sang mặt trở nên tái nhợt lầu thuyền của nàng cho nên khi lầu thuyền bị hao tổn ngay cả nàng cũng bị phản kích chấn làm cho khí huyết sôi trào đoạn cho ta diệp hô quát lớn một tiếng tế khởi thiên cơ thán, hóa thành đại đao hai tay cầm đào hung hăng chém xuống đầu lưỡi kim thiểm chỉ thấy ánh lửa văng khắp nơi với trình độ sắc bén của thiền cờ tán không ngờ không gây ra một chút tổn thương nào cho lục nhãn kim thiềm kia song trường của hắn rung lên trong lòng không khỏi kinh hãi hắn hiểu rất rõ thiền cờ tán của mình sắc bén như thế nào cho dù là thân thể mạnh mẽ như hắn cũng không dám để bình khí này bổ lên trên người mình không thể ngờ được thiền cờ tán sắc bén như vậy hơn nữa còn có sức mạnh của bản thân mình cũng không thể đàm thương tổn tinh nguyên thần của ngụy hiên người này quá mạnh mẽ còn xa mới là đối thủ của hắn. Đi mau. Diệp Phúc không chút chậm trễ, từ trong lâu thuyền nhảy ra ngoài. Trên đỉnh nhảy múa trên đầu của hắn, trong đỉnh xuất hiện từng bàn tay to, nắm bắt hết thảy đám người cùng Ngọc Nương, Lý Tu Anh. Đại đào trong tay hắn phát ra những tiếng xeo xeo, khanh khanh, hóa ra một con thuyền con, tựa hồ như là tự động rời xuống chân của hắn, chờ đám người Diệp Phúc bay đi. Bọn họ vừa rơi khỏi, sau lưng lục nhãn tiềm thư thật đớn đột nhiên xuất hiện, nó mở cái miệng rộng của mình ra cắn xuống chỉ thấy rằng sắc một tiếng không gian dường như bị hắn cắn thủng một chỗ thiềm thư khép miệng lại nhấc lên cơn lốc thậm chí làm tan đi cả đám mây trên không trung cách đó không xa chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe lầu thuyền bị con cóc lớn này một ngụm nuốt vào trong bụng trong nháy mắt đã bị luyện hóa thành cặn bã cũng không còn con cóc lớn này quanh thân toàn là màu vàng, trên lưng là một đám độc bao, mỗi một độc bao đều lớn nhỏ hơn chục mét, chảy ra độc dịch màu trắng. Sau con mắt của nó mở ra mơ màng, khoe miệng lưu lại nước miếng, dường như bất luận cái gì cũng đều có thể là đồ ăn ngon của nó vậy. Toàn linh phủ trấn áp linh phủ phong, được con cóc lớn này cõng trên lưng, giống như không có bất luận sức nặng nào cả. Đây là nguyên thần của Ngụy Hiên, lục nhãn kim thiềm đã bị hắn tù luyện thành thực chất khủng bố vô cùng. Các người đã ra khỏi phạm vi thánh tâm, còn muốn chạy khỏi tay của ta sao? Nguy hân đứng trên đỉnh đầu kim thiềm, có vẻ vô cùng nhỏ bé, bộ mặt âm trầm. Tầm điểm của hắn vừa động, thiềm thư nhả người nhảy lên, nhảy ra hơn 10 dặm, đầu đưỡi hô một tiếng cuốn lấy con thuyền kia. Lục nhãn kim thiềm tốc độ cực kỳ nhanh, không ngờ so với thiền cơ tán của Diệp Húc còn muốn nhanh hơn. Nó nhảy lên một cái, đúng là hơn 10 dặm cờ đấy Đám người cung ngọc nương, Lý Tu Anh nhìn đầu lưỡi này lại xoắn tới sắc mặt trắng bệch, trong lòng hít thở đều là hoảng sợ vô cùng. Trình lệch quá lớn, Vụ Văn Hạo hồn bay phách lạc nói ra. Bà cô gái khác trong lòng một mảnh tuyệt vọng, cương giả tam thân cảnh và tam đàn cảnh có trình lệch giống nhau cả một trời một vực vậy. Đám người cung ngọc nương ở trước vô sĩ bình thường thì có thể nói là cương giả, nhưng đều ở trước mặt người ngụy hiên thì lại như là một đám trẻ con mới học đi đường thôi. Loại trình lệch này làm cho người ta phải tuyệt vọng, làm cho người ta hít thở không thông. Bất luận vụ bảo gì cũng là tranh lệch tuyệt đối, không có một chút tác dụng nào cả. Bọn họ luyện chế vụ bảo, cái gì mà vu bảo cấp trấn giáo, trước mặt lục nhãn kim thiềm chỉ là một món đồ chơi nhỏ, không chịu được một kích thôi. Đừng nói là vu bảo, cho dù là nguyên đan cũng sẽ bị kim thiềm một ngụm nuốt đi, nhánh mắt hóa thành cho bụi cả. Nguy cơ lầm đầu, Diệp Húc lúc này bình tĩnh dị thường, hắn liều mạng thúc giục Trần Nguyên thổi phát con thuyền này với tốc độ nhanh nhất. Đầu lưỡi thiềm thư hạ xuống, hiểm hiểm đảo qua trên không trung thuyền con, giống như là một cây roi lớn vô cùng. Nó run rẩy từ trên đỉnh đầu bọn họ bay qua, nhấc lên một trận kình phong, thậm chí thổi tới, làm cho thân hình bọn họ đứng không vững. Đoạn cho ta. Ánh mắt của Diệp Phúc chớp động, một đạo hào quang màu trắng như tuyết dần lên, ngang ở trên đầu lưỡi của thiềm thử. Chỉ nghe thấy xùy xùy một tiếng, lục nhãn kim thiềm đầu lưỡi không ngờ bị hào quang này cắt ngang qua, chém thành hai đoạn hào quang này cũng bị chấn bay đi chân nguyên của diệp húc căn bản không thể khống chế được ngược lại là hắn bị lực phản chấn làm khí huyết bốc lên kim tinh khí à đằng sau truyền tới tiếng kinh ngạc của ngụy hiên thanh âm cười dài của hắn truyền tới không ngờ tới người còn có được loại dị bảo này tuy nhiên hiện giờ nó thuộc về ta đồng đội bị gãy của lục nhãn kim thiềm đột nhiên hóa thành một kim thiềm khác với hình thể nhỏ hơn nuốt kim tinh khí vào trong bụng lập tức bay lên dừng ở bên người ngụy hiền nó há mồm thu lại lũ kim tinh khí kia ra lập tức hóa thành đầu lưỡi dùng nhập vào trong miệng của kim thiềm ngụy sư huynh kim tinh khí này người thầy ta bảo quản hôm khác ta tự mình tới lấy diệp phúc kêu lên một tiếng đau đớn không chế con thuyền với tốc độ càng kinh người bay đi mà quát ngọc nương tu anh càng người còn không trợ giúp ta một tay sao ngụy hiền nhận lấy kim tinh khí lục nhãn kim thiềm hô nhảy lên điểm nhiên nói ngày khác ư ừ, các người con sống được tới ngày đó sao? năm người cung ngọc nương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đều tự tế khởi nguyên đàn. Đan đình đều vận chuyển trần quyền, liều mạng nhập vào bên trong thuyền con. Tốc độ của thuyền con này nhanh hơn nữa, âm âm một tiếng, phá vỡ trời cao, trong giây đát đã biến mất không thấy đầu nữa. Tốc độ nhanh thật là nhanh. Nguy hiền không khỏi thất thần một trận, thuyền con của Diệp Húc tốc độ cực nhanh, vượt ra tốc độ nguyên thần của hắn, căn bản là đuổi không có kịp. Hắn trầm ngâm một lát, cười lạnh mà nói, tiểu tử này bảo vật trên người đúng là không ít. Sau khi giết chết hắn, hết thảy liên thuộc về ta, cũng được cho các người sống tới ngày mai. Ta ngược lại muốn nhìn xem, tới chiến trường tần hán này, các người còn có thể trốn đi hướng nào. Thuyền con bỏ sang quỷ hiên, diệp Húc bộ mặt âm trầm, yên lặng không nói gì. Cùng Ngọc Nương và Lý Thu Anh liếc nhau, không dám nói câu nào. Cảnh tượng vừa rồi làm cho bọn họ thật sự sợ hãi trong lòng. Nếu không phải Diệp Húc phản ứng đúng lúc, lúc này bọn họ đã táng thân trong bụng kim thiềm biến thành dinh dưỡng cho nguyên thần của ngụy hiên rồi cao thủ tam thần cảnh hùng mạnh như vậy sao hùng mạnh tới mức không thể chống đỡ được kim tinh khí loại bảo vật này cực kỳ hiếm thấy trong trụ quang đại trận có một khối kim tinh khí tù luyện thành yêu thậm chí ngay cả cường giả tam thần cảnh của nguyên thủy ma tâm cũng bị chém giết một cách dễ dàng xóa nhòa nguyên thần của đối phương lô kim tinh khí kia của diệp húc tuy rằng cực kỳ nhỏ bé nhưng uy lực là rất mạnh đấy ngay cả quyền thần của ngụy hiên cũng có thể mở ra tuy nhiên đáng tiếc tù vì cảnh rơi của hắn kém ngụy hiên quá xa lớn không thể đo lường được tuy rằng mở ra đầu lưỡi kim thiềm nhưng cũng bị lực phản chấn làm cho kim tinh khí thoát ly khỏi tay của hắn bị ngụy Hiên thù đi hắn cùng với ngụy hiên có một loại chành lệch không thể chống lại được chúng ta có thể chạy thoát được cường giả tam thân cảnh Nhưng ngụy hiên đều đã rất giỏi rồi Cùng Ngọc Nương cười cười nói. Tiểu Diệp sư phụ, ta cùng với Ngụy Hiền kém bao nhiêu cảnh giới, người có biết không? Nàng dựng thẳng ngón tay nói. 72 tiểu cảnh giới, 8 đại cảnh giới. Ta hiện tại là nguyên đan cảnh, cảnh ba đại cảnh giới tam thai cảnh, ba đại cảnh giới tam dương cảnh. Còn có tam thần cảnh hư thần kỳ, nguyên thần kỳ, 72 tiểu cảnh giới. Tương đương hiện giờ ta đi đối phó với vũ sĩ chưa tu luyện tới tam chân cảnh chân nguyên kỳ. Thổi bột hơi nên có thể thổi chết đối phương rồi. Lý Tu Anh và nàng khó có một lần ý kiến đồng nhất mà nói. Không sai, chúng ta có thể chạy thoát được tính mạng trong tay ngụy sư bá. Chuyện trang ngoài tuyệt đối không có ai tin tưởng. Ông chỉ diệp sư thúc còn có thể đả thương được nguyên thần ngụy hiên. Về điểm này, cho dù là cao thủ tam nguyên thần địch chẳng nữa, thì cũng không dám khoe khoang mình có thể làm được. Đả thương tới nguyên thần của hắn cũng không phải là công lao của ta. Diệp Húc lắc lắc đầu, vẫn còn chút tiếc nuối khi bất đi kìm tình khí rồi nói lũ kim tình khí này ta sớm muộn gì cũng phải đoạt lại thôi. Cùng Ngọc Nương, Ngọc Xanh quận chúa và đám người có chút không lưu tâm, không để lời nói của hắn trong lòng, tranh lệch tới 72 tiểu cảnh giới. Đừng nói Ngụy Hiên vận dụng nguyên thần, chính là dựa vào tu vi cũng có thể áp chết bọn họ. Vũ sĩ tu luyện tới cảnh giới đằng sau, mỗi một bước đều tiến rất khó khăn. Diệp phục muốn đuổi kịp cảnh giới của Ngụy Hiên hiện giờ, ít nhất cũng phải tiêu phí vài chục năm khổ tù nữa. Sử thúc, phía trước chính là đồng quan phụ vương của ta trấn thủ ở đấy trong mắt của ngọc sành quận chúa lộ ra một vẻ ngạo nghễ cười nói có phụ vương ta ở đây cho dù là ngụy hiền xử bá cũng không dám làm càn diệp phúc nhìn xuống phía dưới chỉ thấy một tòa hùng quan đứng ở sừng sững bên cạnh đại mạc từng thành xây dựng cực kỳ hùng tuấn tòa hùng quan này dài tới mấy trăm dặm cứ cách một đoạn không xa lại có một tòa thành trì có tất cả chín tòa thành lớn hẳn bó thành một đường thế nhưng trong thành khí thức hùng mạnh truyền tới quấy đảo lên trên không trung đừng nói là gió cho dù là mây trắng cũng bị quấy cho tan nát những người này không phải là cường giả trong quân tần là tinh anh của các môn phái và đạo phái tới cao thủ nhiều như cá dưới sông đếm không hết trong đó con người là mười cỗ khí thế hùng mạnh nhất gần như không chút nào kém cạnh với ngụy hiên sâu không lường được rõ ràng cũng là cường giả tù luyện trong nguyên thần có nhiều cường giả như vậy nguy hiền đích xác là không dám làm càn. Diệp Phúc nhẹ nhàng thở ra. Ngọc Xanh quận chúa đi trước một bước, hướng tới tòa thành lớn ở trung tâm bay đi. Diệp Phúc thu đại thuyền con, cùng mọi người rớt xuống bên trong tòa thành thị này. Nơi này là đồng quan, trọng trấn trấn thủ biên cảnh phía tây của đại tần. Mỗi một, một binh sĩ đều là vũ sĩ, có được thực lực không hề kém. Diệp Phúc đột nhiên chú ý tới một chiếc chiến xa từ trong tòa thành trì chạy ra. Trên chiến xa đều có tám vũ sĩ những chiến xa này ước chừng có hơn ngàn chiếc, từ trong không trung ầm ầm lao đi, kết thành trận, tiến hóa ra trần vũ kiếp sát trận, sát khí lòng trời lở đất, làm cho người ta không rét mà run. Sử thúc, đây là mông tướng quân thảo luyện bình khí, dường như diễn luyện trận pháp cho mọi người xem. Ngọc Xanh quận chúa cười cười nói, Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tám ngàn vu sĩ, khí thế cùng trần quyền hợp lại một chỗ, hòa hợp thành một thể. Trên không phía trên trận pháp từng chiếc huyền quy đại xà thật lớn, dữ tận hùng ác hiện ra, gần như được ngưng tụ thành thực chất. Chính cái phù phù mấy tiếng, tám ngàn phù sĩ đột nhiên nhất tề thét lớn, đứng ở trong xe tế khởi vũ bảo của mình. Tám ngàn kiện vũ bảo cùng đà đình kiện vũ bảo, ở trong không trung tổ hợp thành một kiện vũ bảo khủng bố vô cùng. Đó chính là một đầu ác long, đầu đuôi dài tới mấy ngàn mét, khi thế làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Tám ngàn phù sĩ liền kết không ngờ có được thực lực gần như nguyên thần kỳ. Đại tần trận pháp thật sự khủng bố, không hồ là đại tần thiết kỵ. Diệp Hùng thấy một màn như vậy thì thầm nghĩ. Vị từ quần thống lĩnh Tám ngàn vũ sĩ kia cũng là một vị cao thủ, tu hành nguyên đan. Hắn thao khống trận pháp không chút loạn, như là cánh tay điều khiển vậy. Hắn là đã huấn luyện thật lâu rồi. Diệp Hùng nhìn một lát, trong lòng có hiểu rõ hơn về uy lực của thiết kỵ đại tần. Quần tinh nhuệ đại tần một mình đấu thực lực không cao, nhưng nếu liên hợp lại một chỗ, chính là lực lượng kinh khủng lắm. Nhân số càng đông, thực lực càng mạnh. Ở kỹ xảo trong quân này cũng không thích hợp tăng cường sức chiến đấu của vũ sĩ. Nó không có chút ích lợi gì với việc tăng tu vi cảnh giới của vu sĩ, chỉ thích hợp tác chiến với quy mô lớn. Diệp Sử thúc mới đi bên này. Ngọc Sành quận chúa đi trước dẫn đường, đưa mọi người tới phủ Dương Vương. Nhưng còn chưa tiếp cận, Diệp Húc đã cảm giác được trong vương phủ có không ít khí tức hùng mạnh. Loại khí tức này phân loại phức tạp, hẳn là tới từ các đệ tử của các môn phái. Sư Túc Sư Tỷ, Vũ Văn Sư Huynh, chúng ta đi vào trong đi, tới sương vương phủ của ta, cho dù là ngụy hiền sử phá cũng không dám làm càn. Ngọc Xanh Quận Chúa cười cười nói, hóa ra là Diệp Sư Túc à? Một thanh âm đột nhiên truyền tới, Diệp Phúc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tất Phượng Sơn và bộ dung thủy chậm rãi đi tới. Tòa thanh đồng bảo điện trong tay Tất Phượng Sơn chỉ lớn nhỏ bà tức, lình lùng tinh xảo. Hắn sắc mặt thản nhiên cười nói, mấy vị thế huynh của bộ dung ra, vị này là phong chủ quan tình phòng của thánh tông ta, Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Bên cạnh bộ dung thủy có mấy người thanh niên, thần khoác áo giáp, hắn là cao thủ trong quân. Tuổi tác bọn họ không lớn, nhưng tu vi thầm hậu, phần lớn đều là cường giả tam đan cảnh. Thậm chí có một vài người đã cô đọng ra nguyên đan, trên đỉnh đầu hắn là một viên nguyên đan lên xuống chìm đổi. Những người này và bộ dung thủy vừa cười vừa nói nghe thấy lời của tất phượng sơn tất cả mọi người đều sắc mặt trở nên âm trầm đều nhìn lại phía diệp húc bộ dung thủy cười lạnh nói diệp sư thúc mạng của người thật đúng là dài không ngờ còn chưa có chết diệp húc mỉm cười nói nhờ phúc nhờ phúc ăn được ngủ được là tiên hiện chất tu vi của người cũng có chút tịnh tiến thật đáng mừng bộ dung thủy cười khanh khách không ngừng kêu để nói diệp thiếu bảo lần trước ở vạn cổ ma vực người chạy thoát mất ta hiện giờ muốn nhìn xem người trốn ở nơi đâu. Người chính là Diệp Thiếu Bảo sao? Một thanh niên quân sĩ sắc mặt xanh mét, đi về phía trước nửa bước, giơ tay chỉ vào mũi của Diệp Húc, điềm nhiên nói, đem thiên huyết chiến kỳ và quy định phục mà đại trận ra đây, quy xuống dập đầu nhận tội đi. Diệp Húc sắc mặt trầm xuống, trong lòng khó chịu gấp đôi. Kìm tình khí của hắn bị Ngụy Hiền lấy đi, trong lòng đã một bụng bực mình, nghe vậy cười mà nói, thế người là ai? Ngọc Xanh quận chúa sắc mặt khẽ đổi, tiến nhành tới trước lạnh giọng nói mộ dùng giả thế huynh nơi này và xương vương phủ đấy không phải mộ dung giả các người đâu đừng có làm càn diệp sư thúc là cách quý của chúng ta bởi tới các người ai dám động tới hắn đó là đối nghịch với xương vương phủ ta lại một quân sĩ mộ dùng giả tiến tới che trước người nàng mỉm cười nói quận chúa ra mặt chúng ta hẳn là phải nhượng bộ tuy nhiên tiểu tử này cướp đi bảo vật mộ dung giả ta lại liên tiếp làm nhục đệ đệ của ta nếu không xử trí hắn thể diện của bộ dung gia ta để ở đâu đúng nếu không xử trí hắn thể diện bộ dung gia ta trong quần để ở đâu không có chút nào nữa một đệ tưởng bộ dung gia khác cười nhạt mà nói hãy bớt xàm gô đi lão ngũ người trước tiên bắt lấy hắn lấy lại đại hình trong quân mà chăm sau hắn đi họ diệp kia người nghe cho kỹ đây ta là bộ dung gia mộ dung thịnh quân sĩ thanh thiên kia trên đỉnh đầu hiện lên một cậu đan tỉnh trong đỉnh một quả ảo tan màu đen ngạo nghễ cười nói Nghe nói ngươi liên tiếp ức chế để đệ của ta. Điểm tình ngươi là người của Thánh Tông, ta không giết chết ngươi. Chỉ cần ngươi dập đầu nhận tội, ta đoạn đi hai tay, hai chân của ngươi là xong. Ba à, một tiếng, thân hình của Diệp Phúc đột nhiên cao ngất, thân hình cây như cây trúc khô, bàn tay to giống như che trời. Một trường đánh xuống, chụp mộ dùng thịnh thanh thịt vụn, lập tức tán đi nguyền công, vỗ vỗ tay thản nhiên nói. Ta hỏi tính danh của người ta, không phải cho người lầm ba lầm bẩm nhiều lời vô nghĩa như vậy là muốn biết người chết trong tay của ta tên gọi là gì dám dùng ngón tay chỉ vào mũi của ta ư ừ. đó là tử tội Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng sau khi bộ dung thịnh chết đi ngọc lồng đổ tung ra tất cả chất chứa trong ngọc đầu rời rụng xuống đất diệp húc vùng tay áo lên thu hồi hết thảy những thứ này hướng năm người bộ dung thùy mỉm cười nói tiểu tử này tuy chẳng đắc tội với ta nhưng tội không đây sang bạn bè ta thả cho các người một mạng đều cút đi cho ta năm người bộ dung thùy hai tay run rẩy còn chưa phục hồi tinh thần đại. diệp phúc ra tay quá nhanh quá nguy hiểm một dung thịnh lời còn chưa nói xong đã bị hắn chụp trong một chụp mà chết toi rồi nhưng người khác của bộ dùng già căn bản chưa kịp phản ứng không kịp nghĩ tới chuyện cứu viện thì bộ dùng thịnh đã bị hắn chụp thành thịt vụn mất rồi. Hốn kiếp, diệt ngũ đệ của ta, hôm nay không chỉ đoạn tứ chi của ngươi. Huyết thải thâm cừu đương nhiên là nợ máu với trả băng máu mấy người mộ dung ra lửa giận ngập trời đều tự mình thế khởi vù bảo sát khí lành lạnh mộ dung thùy lạnh lùng nói họ diệp kia người giết ngũ ca của ta cho dù là thiên vương lão tử tới đây cũng không thể nào cứu được người nữa tất phương sơn thở dài nói diệp sự thúc quỳ xuống nhận sai có gì ngại đâu người nếu quỳ xuống nhận sai người khác nghe xong đều phải giơ ngón tay cái lên ấn lai like cho một phát tán thưởng người là một tán tử ừ, hiện giờ trở mặt giết người bộ dạng ma đầu như vậy hành vi khiến người ta khinh thường vô cùng, cho dù là ta cũng không đồng ý với những gì sư thúc đang làm đâu. Diệp Phục ánh mắt dừng ở trên người của hắn, trong ánh mắt sát khít đầy ra, mỉm cười nói, Tật sư điệt, người còn dám nói nhiều nữa, có tiền sư thúc xử người luôn không hả? Tật Phương Sơn sắc mặt khẽ biến, lắc đầu cười nói, sư thúc sư thúc, những gì ngươi làm, người người oán trách, tuy nhiên dù sao người cũng là sư thúc của ta, tiểu trận sẽ không động thủ với người đâu tự nhiên có huỳnh đệ bộ dung ra đối phó với ngươi hắn thở dài nói mộ dung thịnh thế huỳnh chính là thiên tướng trong quân tần người giết tướng quân tần chỉ sợ cho dù là dương vương thì cũng không bảo hộ được cho ngươi lý tu ảnh đứng ra thản nhiên nói tật sự huỳnh chúng ta dù sao cũng là đồng môn người giúp người ngoài nói chuyện chỉ sợ về sau tình lý đều không được đâu cung ngọc nương cười khanh khách nói người canh tay vặn ra bên ngoài chẳng lẽ không sợ đau hả vũ văn hạo điểm nhiên nói giết tương quần đại tần thì thế nào cái loại khốn kiếp này dám đắc tội với diệp sử thúc muốn sử thúc quỳ trước mặt hắn còn muốn chém đất tứ chi của sử thúc chính để chết chưa hết tội một dùng thế giả các người là đại thế gia vũ văn gia tà cũng không yếu đầu đậy vũ văn hảo tới từ vũ văn thế gia cũng là một trong 72 thế gia tuy nhiên xếp hạng gần cuối thực được do ra kém bộ dùng giảm một chút nhưng là có không hề ít đệ tử nhậm chức trong quân tần hô một tiếng một đệ tử mộ dung ra không kìm nổi nữa tới khởi đan đỉnh đánh tới phía diệp húc lạnh giọng nói ít nói nhảm đi diệt ngũ đệ của ta thù này bất cộng đái thiên diệp húc đứng thẳng bất động đợi đan đỉnh kia tới trước người lúc này mới há mồm hút một cái chỉ thấy đàn đỉnh này càng lúc càng nhỏ đi bị hắn hút vào trong bụng trừ tiền thập đạo vận chuyển nháy mắt luyện hóa dung nhập vào trong bản thân hắn